bắn hết vào tay em rồi. Thế mình ông bị bỏng à? Tôi cũng bị bỏng đây này. Thôi, anh chờ tí đi. Ủa chờ gì? Không đói à? Thì chờ chị em đến nước cho em. Chị nào? Chị Phương ấy. Mà ông gọi lúc nào đấy? Thì gọi lúc anh gọi mấy cái đồ này này. Nói thật à? Ừ. Hello anh em. Chị Phương. Chị ngồi đây nướng hộ em đi. Chứ để cái anh này nướng ấy, toàn bắn lên tay em thôi, rát lắm. Đây, để chị nướng cho. Anh ấy chỉ giỏi chăm chó thôi, chứ chăm người kém. Cháy hết cả rồi đây này. Em xin. Nhá. Hồi anh chị lên Mộc Châu ấy, em cứ tưởng anh chị là một đôi cơ. Đôi là một đôi. Chị với anh Huy chỉ là bạn bè thôi. Anh Huy thì là cháu của bà Thương, còn chị thì là cháu hàng xóm nhà bà Quý. Mày mắt mũi nhìn kiểu gì ấy? Nhìn anh chị ra một đôi. Thì thế, em mới bảo là hồi trước. Chứ bây giờ thì em biết rồi. Bởi vì em đã gặp bạn gái của anh Huy. Nào, nói gì đấy? Để yên em kể với chị Phương em nào. Ăn đi. Bạn gái anh ấy nhá, cao, đẹp, lại còn hôn chụt một cái vào má anh ấy. Ở giữa sân bệnh viện thú y cơ. Hôn bao giờ? Phải đến than thiên. Chả thấy còn gì nữa. Anh đang đưa em đi tham quan bệnh viện, xong có người vào bảo là có khách VIP, rồi anh biến mất luôn. Cũng có nhiều khách VIP mà. Em không biết chứ, ở bệnh viện của anh Huy có nhiều loại thú cưng đắt tiền lắm. Bây giờ chủ của chúng phải là những người nhiều tiền thì mới có thể nuôi được những con vật như thế, nhớ. Như vậy người ta gọi là khách VIP. Không phải đâu. Anh Huy nhá, mất tích luôn. Em phải chạy đi tìm anh ý đấy. Hóa ra là gặp bạn gái ở một góc, xong rồi chụt. Nào. Tôi nghĩ lại về việc cho ông đến làm rồi đấy nhá. Anh công nhận ở đây ngon thật đấy. Nhưng mà riêng thịt lợn nhá, thua xa Mộc Châu của em luôn. Ơ, không đúng à? Anh chị thấy thịt lợn ở đây ngon á? Thua xa lợn bản ở quê em nhá. Sao anh chị cứ im phăng phắc thế? Nói gì đi.
Thì đúng. Thì đúng. Lân, em đi cái gì đến đây đấy? Có cần chị đưa về không? Em đi xe đạp, vẫn vứt ở chỗ anh Huy ấy. Giờ nghĩ đến cái cảnh mà đạp xe về, nản thật đấy. Vứt đấy. Thì... anh trở về luôn. Yes. Thế thì chị yên tâm rồi. Tôi dắt cho. Tôi tự dắt được mà. Sao chị Phương cứ dỗi dỗi cái gì ấy nhở? Em làm gì sai à? Rõ ràng lúc đầu vui mà. Cả cái lúc gọi điện rủ chị đi ăn nướng nữa. Thế giờ lại... bớt quan tâm chuyện người khác đi. Đàn đông đàn nang nói nhiều thế. Ê Huy, con gái khó hiểu anh nhở? Ừ. Khó hiểu thật. Đi. Bây giờ em tưởng tượng tiếp nhá. Là đêm nay Phương sẽ không về. Sao chị Phương lại không về? Thì em cứ thử tưởng tượng đi. Không lẽ... đấy, em đang tưởng tượng đúng rồi đấy. Nếu chị Phương bị tai nạn, em sẽ lao ngay đến bệnh viện. Cái trò của anh quái quỷ, linh ta linh tinh. Ờ, em mới linh tinh ấy. Em thử tưởng tượng nghiêm túc xem nào. Bây giờ nhá, em thử tưởng tượng nữ độc thân 26 tuổi đi ra ngoài ăn thịt nướng với cả nam ế 30 tuổi. Xong đêm nay nữ độc thân không về nhà thì chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Lạ. Này, tôi tưởng là thằng Huy với con Phương nó là một cặp đôi cơ mà. Ờ, hôm ở trên Mộc Châu ấy, thấy hai đứa nó quấn quýt nhau lắm cơ mà. Đấy. Thế còn người yêu nào nữa hả bà? Chắc thằng Lân nó nhìn nhầm thế nào chứ. Cháu tôi biết nó có người yêu người đương gì đâu. Cháu không nhìn nhầm mà. Ờ, Lân, ra đây bà. Chính ra ông bà cũng hòng biến đấy chứ nhỉ. Cái thằng này ăn nói linh tinh. Chẳng qua là các ông các bà yêu quý anh chị ấy, cho nên là mới quan tâm thôi. Lần, nghe bà hỏi đây này, cháu thử tả cho bà cái chị mà cháu nhìn thấy trông như thế nào. Người cao hay thấp, đen hay trắng, mặt mũi ra làm sao? Nhớ lại xem nào. Tả cụ thể xem nào. Này Diệp, tôi vẫn chưa hiểu. Chị biết tôi và anh Huy vốn không là gì của nhau, vậy còn gọi tôi ra đây rồi tuyên bố hai người quay trở về bên nhau để làm gì? Là vì chị thấy em nhận tiền xong lại cứ lởn vởn bên cạnh anh Huy, chắc lại định ôm mộng chuột xa chĩnh gạo chứ gì. À, chị sợ anh Huy rung động vì tôi à? Không có chuyện đấy đâu. Ơ thế thì sao nhở? Người con gái Sơn La này không hiểu nổi não bộ của người thành phố luôn ấy. Còn 3 phút. Tóm lại, tránh xa anh Huy ra. Đừng có ôm cái mộng lọ lem hoàng tử nữa đi.
Không có đâu. Làm cái nghề mang thân ra, đóng giả hết người này người kia để kiếm tiền, mất hết tự trọng người à?